tên là Nguyễn Hữu Thuật và hiện mình đang kinh doanh tranh sen dầu. Mình được vinh dự tham gia cái chuyến đi này và đến bây giờ thì đã đến được gần tới được cái điểm bắt đầu rồi và mình thì đã chuẩn bị sức lực sẵn sàng và cảm thấy là rất là hồi hộp cho cái chuyến đi này. Và nếu các bạn có dịp được tham gia chung với mình cái chuyến đi này thì rất là tuyệt vời. Không biết để chinh phục nó sẽ như thế nào, nhưng mà bây giờ trong lòng tôi cảm thấy muốn thực hiện ngay cái hành trình của mình ngay. Dạ, em là Trí, hiện em đang kinh doanh nước hoa Thổ Nhĩ Kỳ. Thì từ hôm qua bây giờ là